đặng ha. Còn có đám cưới nữa. Sao hôm nay với đặng? Biết rồi, chiều tấu tấu với đây đó. Trưa nay hơi giờ bán đi rồi. Trưa 2 giờ con đi rồi. Đi tàu hả? Dạ con đi tàu. Đi tàu lửa. Đi hai biển rồi. Đi về có mình mới hả? Con đi mình nè. Đi bụi nè, dắt qua lên đi bụi. đường ra rất là đẹp. Hồi đó giờ mình không tưởng tượng được cái đường đi ra. Vậy là mình đi nhiều, mình biết nhiều nhưng mà có nhiều không biết. Dạ, không như bây giờ tự vừa đó mình thấy bán trai rồi đó, họ đi về mình em thấy không chứ mình đâu biết họ làm sao đâu. Đúng rồi. Ừ, mày mấy giờ mấy giờ đi về phá rồi có. Mà một vải như vậy là mình ra được 100 ký. Vậy mà đến 8 ngày mình mới ra được một vải đường vậy ha. Ừ. Không biết ha. Nãy giờ bán nhiều cũng đâu có đâu, như này bán cho bạn bè rồi người ký vài ký ăn thôi chứ. À. Muốn nữa cũng không có, bất lực cả. Mật mía không có nhiều. Cho nên là để làm ra cái này thì cũng không có mật mía để mà làm. Cho nên làm ít thì được. Vậy là kế hoạch bán sỉ của con là phá sản nè. À mới lỡ đưa mấy cái hộp cho con, mấy cái hộp đưa mấy cái hộp mới. Bây giờ bé cái này mình làm sạch nó bằng trứng gà là đáng những người mà ăn thuần chay là họ không dám ăn. Không, trứng gà đã ăn luôn. Trứng gà đã chay thì vẫn ăn được, trứng gà công nghiệp. Dạ, công nghiệp mà. Chứ gà to mình sao làm cho nổi. Ừ, trứng gà công nghiệp ăn chay thì vẫn được hết. Mà những người ăn thuần chay là họ cũng không chịu ăn trứng gà. Nói chung cái gì có trứng gà công nghiệp hay không công nghiệp họ cũng ăn. Nhưng mà còn ăn chay nó cũng có, ví dụ những người nào mà họ không ăn thuần chay thì họ có thể ăn trứng gà. Trứng này là con phải nào chị đây nè con. Dạ. Con bỏ lây là chị để con bột mình vớt ra mình đũa chứ đâu. Cái đậu còn nữa đó. Dạ. Ở bên cái đậu mặt tâm đó. Không, trứng là chỉ đũa cho nó mới thôi chứ lộn. Dạ. Còn ít có này nó cho nó heo nó bột dưa đó. Còn bớt ra là mình dục cái đậu còn. Dạ. Cái heo có bột dưa có bột. Đợt này chỉ có 80 kg đường thôi nha cả nhà. 80 cái đường mà bán hết 6 mấy ký rồi còn có 10 mấy ký nữa. Không, đi 20 ký nữa. À, được 20 ký. Cái đó thôi, dạ. Họ lấy 10 ký thì bớt 10 ký nữa, khỏi ra. Dạ. Đó, lỡ 10 ký ra bao rồi. Dạ. Luôn. Dạ. Thôi này bán lẻ cho vui thôi chứ bán sỉ cũng không có hàng bán. Sỉ không có rồi. À, bán sỉ không có. Sỉ thì có đường ai muốn mua sỉ thì mua đường trắng đây. À, đường trắng là coi như là quá trời quá đất cũng rất là đẹp. Trắng suốt luôn. Cái này làm quà thôi chứ. À, cái này hồi xưa giờ mình không biết mình ăn cái này không. Cái... À, có biết cái này đâu mà ăn cái này với lại. Dạ. Thấy cái màu cái sỉ cái này đẹp hơn. Dạ. Đẹp hơn ngon hơn. Cái này chỉ có mật mía mới ra được cái màu vàng thôi, còn cái kia là đường tăng. Dạ. Đây, thùng những cái thùng mật mía. Đây là những cái thùng mật mía để làm ra đường phèn nhưng mà không có nhiều đó. Không có nhiều cho nên lý do vì vậy cho nên là cái số lượng mà để mà nấu ra đường phèn sạch cho mọi người ăn là rất là ít. Mình có hàng bán sỉ luôn nha mọi người. Đường ít cho nên là cũng không cần quảng cáo nữa cô Mỹ. Không cần quảng cáo nữa, quảng cáo nhiều á, nhiều người mua cũng không có. Con có đường cô nghe là có bớt là con có nấu nha. Dạ. Ừ, cái này nó ngon, cái này là nó lòn. Dạ. Cái còn mình là mình bớt. Thà là mình bớt, nó còn không có đi lần. Cái đường ra đường có cô đó con thấy không? Dạ. Cái đường hàng bán không có đường quá. Dạ. Đường phèn được này mình có bao nhiêu đường mà bón cả nước mà lái đâu mà cho có. Đường phèn được này mình chỉ còn khoảng hơn 20 kg thôi nha cả nhà. Ai muốn mua đường để dành á thì đặt luôn. Chứ phải tháng sau mình mới có đường nữa, bởi vì cái số lượng mật mía của mình không có nhiều, mình không có đủ để mình bán.
đó, cho nên là mọi người tranh thủ đặt để dành. À, tháng sau thì mình mới một mẻ như vậy thì mình chỉ đặt được khoảng 100 ký là nhiều, chứ muốn hơn nữa cũng không có nha cả nhà. Rồi 2 giờ trưa nay là em sẽ về Sài Gòn, thì tới sáng chủ nhật là em sẽ đem đường về, thì thứ hai em sẽ lên cái đơn để em trả, thứ ba thì mà thì bên shipper họ mới chuyển được cho cả nhà. Hẹn gặp ở Sài Gòn nha.